Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về vấn đề làm sao để mà tránh bạo hành trong gia đình, nhất là đối với trẻ em và phụ nữ là những người gọi là chân yếu tay mềm và những người cần được bảo vệ, đúng không? Thì mình nghĩ cái cách mà hiệu quả nhất đó là đừng nên lập gia đình. Mình nghĩ là sẽ có một số bạn không chịu đâu, mình phải lập gia đình, phải có con, phải có chồng này nọ, nó mới vui, nó mới là gọi là hoàn thành sứ mệnh trong cuộc sống, gọi là đầy đủ. Như vậy mới gọi là đầy đủ, đúng không? Ok. Rồi, bây giờ cho bạn lập gia đình luôn. Thì cái cách để mà bạn né tránh được bạo hành trong gia đình có nghĩa là bạn phải tập yêu bản thân của bạn nhiều lên. Bản thân của bạn mà bạn không yêu, bạn không biết cách yêu, bạn không biết làm gì cho bản thân của bạn tốt, đẹp hơn hay là như thế nào á. Có nghĩa là hướng về cái đẹp, cái tốt hơn. Có nghĩa là cuộc sống này thì có cái câu gọi là ồ, nhìn lên thì không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì mình hơn nhiều người. Nhưng mà mình khuyên các bạn một điều là hãy cứ nhìn lên đi. Hãy cứ nhìn lên đi. Và những cái ở nằm ở dưới á, là để cho mình cảm thấy nó có một sự dung hòa ở cái hiện tại bạn đang có. Nhiều khi bạn đang không hài lòng với cái hiện tại của bạn thì lâu lâu bạn nhìn xuống một chút để cho bạn có thời gian suy nghĩ, điềm tĩnh và thay đổi, hoặc là một cách để các bạn giảm stress. Nhưng mà trong cuộc sống là lúc nào phải cầu tiến và nhìn lên không có gì sai cả. Cái vấn đề bạo hành trong gia đình đối với trẻ nhỏ thì nó sẽ khó hơn đối với người lớn. Tại vì cái đứa trẻ nó rất là ngây thơ, rất là có một số đứa thì rất là ngoan, rất là nghe lời, đặt đâu ngồi đó và không bao giờ dám ý kiến. Tại vì nó được dạy là ba mẹ nó dạy nó là ồ, người lớn nói là cho dù đúng hay sai cũng không được trả lời. Đúng không? Cái kiểu người Việt Nam nó vậy. Và khi mà nó còn nhỏ quá thì mình không nói ha. Ví dụ mà nó cỡ mà vô lớp 1, lớp 2, lớp 3 rồi đó, thì các bạn nên tạo một cái thói quen là cho những đứa trẻ đó tự quyết định những cái mà nó muốn. Mình bắt đầu với cái việc đơn giản, có nghĩa là thích ăn cái gì và thích mặc cái gì, thì để mình lắng nghe được cái suy nghĩ và cái mong muốn của nó và mình điều chỉnh sau. Chứ mình đừng áp đặt, ồ tao mua gì mày phải bận đó, tao bắt mày ăn cái gì mày phải ăn đó. Không nên, không nên, không nên. Làm vậy sẽ tạo thành thói quen. Rồi mình sẽ quay trở lại là em bé, những cái đứa trẻ mà bị được dạy theo khuôn khổ như vậy, và hoặc là những em bé đó có những người mẹ rất là hiền, hiền lành, rất là yếu đuối, thì sẽ dạy cho con mình nó có sự yếu đuối ở trong đó luôn. Tại vì đúng là em bé giống như một tờ giấy trắng vậy, ai muốn vẽ cái gì đó thì vẽ. Rất là tội nghiệp, mình dạy con mình hiền lành lương thiện cái đó đúng thôi, nhưng mà cái sự yếu đuối trong con người á, mình nên nó chọn cái sự mạnh mẽ để mà dạy con cái của mình. Tại vì thật sự mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với mình, hoặc là chuyện gì xảy ra đối với gia đình mình. Có những người vợ, người mẹ họ yếu đuối, chỉ cần mà gia đình có chuyện gì, chồng ngoại tình, chồng có vợ bé và chồng muốn ly dị hay gì là họ đã tìm cách tự tử và họ đã tìm cách gọi là phá hoại thêm cuộc sống của chính bản thân họ rồi, chứ họ không muốn phát triển theo hướng tích cực hơn. Họ muốn gọi là lụi tàn luôn nha. Để cho cái người người chồng đó hoặc là như thế nào đó hối hận hay là như thế nào đó, nhưng mà không. Các bạn ơi, làm sao mà hối hận được khi mà một người đàn ông họ đã lựa chọn con đường gọi là muốn vứt bỏ cái cũ và phản bội đi để sống và tận hưởng cái mới rồi đó, thì họ không bao giờ có một cái suy nghĩ là thương tiếc cái cũ đó các bạn. Cho nên đừng có cái suy nghĩ đó và hãy cố gắng. Mình biết khó lắm nhưng mà cố gắng mạnh mẽ lên và dạy cho con cái của mình đó, mạnh mẽ theo luôn, thì nó có thể tự bảo vệ nó trước cái bạo hành gia đình. Lỡ mà trời xui đất khiến nó phải ở với ba ruột của nó, và ba ruột của nó có vợ mới
Thì đó là dì ghẻ đó. Đó là câu chuyện đang về vấn đề cái bé mà 8 tuổi tên là Vân An bị bạo hành rất là dã man. Trong một cái gia đình thật sự là rất có tiền, giàu có, bên nội bên ngoại gì là cũng ok, ổn định hết rồi, rất là sung sướng, chứ không phải cũng có người giúp việc. Nói chung là đầy đủ chứ không có thiếu thốn gì hết để mà tạo nên những cơn giận, cơn ghen hay cơn gì để mà cái người gì ghẻ đó mà đánh đập em bé một cách dã man mà chết chết vì đánh đập á, nó kinh khủng lắm các bạn. Nó không phải giống như là một cái dao đâm một cái hoặc là súng bắn cái đùng cái nó nhanh gọn, còn cái chết mà bị đánh đập từ từ để mà chết á, cái cảm giác đó thật là kinh khủng, thật là mình không dám nghĩ tới luôn. Thì lát nữa sau cái clip này á, mình sẽ ghép một cái clip mà mình đã tìm trên TikTok của cái chị đó vẽ hình ảnh của cô bé Vân An 8 tuổi bị bạo hành, và chị cũng tóm tắt lại câu chuyện nghe cũng rất là xúc động, tóm tắt rất là toàn diện tại sao dẫn đến cái chết thương tâm của bé. Thì nếu mà để mình nói lại việc bảo vệ trẻ em khi mà bé đã được đi học, biết chữ, biết đọc, biết này nọ rồi đó, thì người lớn nên dạy cho trẻ em một một cái sự tư duy đúng sai từ những người lớn tuổi hơn những đứa trẻ đó. Tại vì đừng có dạy cho nó một cái kiểu gọi là phải lúc nào cũng nghe lời, vâng lời, cho dù người lớn nói đúng hay là nói sai hay như thế nào á. Trời ơi, tội nghiệp lắm các bạn. Lỡ mà các bạn lúc nào cũng ở cạnh bên bảo vệ đó thì mình không nói. Dù mà lỡ có chuyện gì bạn phải ở cách xa hay là bạn không thể nào ở gần, thì cái cách để mà bảo vệ được những đứa trẻ đó là cho nó có một cái sự tư duy, cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên nghe, cái về cái gì không nên nghe, cái gì cần phải phản bác lại. Và khi ai đánh nó hay là ai sử dụng vũ lực với nó thì các bạn phải dạy cho nó biết là ồ, con phải chạy, ok? Cách bảo vệ duy nhất của con trong lúc đó là con phải chạy, tại cái người đó lớn hơn con, bự con, mạnh khỏe hơn con, thì làm sao con có thể chống trả được. Con phải tìm cách trốn, chạy, nhốt mình ở đâu đó để mọi việc lắng xuống rồi con mới bắt đầu đi tìm sự trợ giúp. Lúc đó con phải tìm sự trợ giúp khác, không có mẹ thì con phải tìm những sự trợ giúp khác từ người ngoài, bên ngoài, và con phải làm một cái việc đó rất là ầm ĩ lên, chứ con không thể nào mà nhịn rồi có một cái sự gọi là một cái đức tính gọi là chịu đựng và hy sinh. Mình rất ghét ai mà hả dạy dỗ người khác hoặc là dạy dỗ cái người phụ nữ là phải có cái đức tính hy sinh. Mình không thích cái chuyện đó chút nào. Tại sao lại phải hy sinh? Tại sao không thích một người phụ nữ lúc nào cũng mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng để mà đối diện với cuộc sống, đối diện với người đàn ông của mình để giúp cho cuộc sống, tình cảm, gia đình nó thêm vui vẻ và thêm cái sự năng động vui vẻ trong một gia đình? Tại sao lại phải có sự luồn cúi và đau khổ và hy sinh ở trong đó để làm cái gì? Tại sao lại phải có sự chèn ép như vậy? Đâu phải là thời phong kiến đâu các bạn, thời vua chúa nô lệ đâu mà hy sinh gì đây. Cho nên mình không... Thư gửi mẹ của bé gái bị bạo hành. Mẹ ơi, đừng khóc. Con từng nói với mẹ đừng khóc, nhưng con không biết làm sao để nói với mẹ rằng con, một đứa bé 8 tuổi, suốt một năm qua phải chan cơm nước mắt, lủi thủi khóc một mình. Mẹ biết không, con đã phải ngồi học cùng dì suốt 5-6 tiếng đồng hồ bằng cây gỗ to dài cả mét đánh lên khắp nơi trên cơ thể. Dì còn dùng chân đạp vào người con, lấy dây trói tay chân con đến khi con kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ vừa uống nước. Con đã cầu xin dì, cầu mong cứu giúp của ba, nhưng con biết đó là điều không thể, vì biết bao nhiêu lần ba đã bỏ mặc lời con nói. Ba chỉ ở đó nhìn con bị hành hạ. Đôi khi con không hiểu mình có phải con gái của ba hay không, nhưng con chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị dì tát rất mạnh vào đầu khiến con đổ gục. Dì lôi con trở về thực tại
cái thực tại không có mẹ hay bất cứ ai bảo vệ cho con. Dì bắt con ngồi dậy rồi lại đạp cho con té xuống, khiến con rất khó thở, lồng ngực như có gì chèn vào rất nặng. Trong mơ hồ con thấy dì kéo con dậy, nhưng con không đủ sức và lại té ngã. Dì càng lôi con thì con lại càng buồn nôn và con không còn biết gì nữa. Bây giờ con bình yên rồi mẹ, từ giờ con không còn chịu sự sỉ vả, đánh đập, đòn roi nữa. Con gái của mẹ ở một nơi rất tốt và được tất cả mọi người cầu phúc cho con. Con mong mẹ đừng vì con mà khóc, mong mẹ hãy chăm sóc tốt cho em con. Mong các bậc cha mẹ trên thế giới này sẽ luôn yêu thương con mình, để nó sẽ không chịu đựng những gì mà con đã trải qua nữa.